Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị thân yêu của mình. Hôm nay em Tiến với anh Minh sẽ quay trở lại review trong cách này cái trước cách lúc trước này khoảng 3 ngày đó, em sẽ quay review lại coi tình hình phát triển và cái sự quản lý nước nó trong quay mối quy trình trong cái thời điểm tôm trong giai đoạn 2 này như thế nào để cô chú anh chị mình xem để nắm bắt cho nó rõ hơn, cùng chia sẻ với anh em mình đó. Cô chú anh chị mình cái để mình cái dâm xài một cái gì đó cái men mà anh như em chia sẻ trên clip trước á, thì cô chú anh chị thấy màu nước cực kỳ tuyệt vời chưa, không cần cáo luôn nha, cỡ như ao bạc là nói chung là đâu ao bạc là không có cửa luôn á. Nhà ao bên đây, ao này là nay bữa nay 52 ngày hay gì nè, nước cực kỳ đỉnh luôn, rồi chắc chắn cô chú anh chị không cần cáo luôn nha, đang cho ăn. Cái thứ hai nữa là nó giảm nồng độ được cho mình, nó mà lên cái màu nó như vậy là nó lên cái màu tảo mình thấy đẹp cực kỳ, nó giống như cái màu của ao bạc, tức là những ao bạc nổi cà phê đó cực kỳ luôn. Để gió nay 52 ngày hả? Em mình như chắc em cũng quên rồi, cô chú anh chị em mà có ai theo dõi thì nhớ phụ em đi. Là nó 49 50 ngày đó mà bữa nay làm công việc thì này là thả tháng 12 đó thì bữa nay nó 13 14 gì nè. Ủa năm mua nó. Nói chung là hiện giờ mấy giờ để gọi đồng hồ coi. Bữa nay bây giờ là 8 giờ 8 giờ 5 nè. 8 giờ 5 phút à. Về sớm luôn rồi chú bên em. Không còn thức. Thì còn mà mình về sớm. Đó này là tốc độ luôn nè. Quá đỉnh luôn. Từ cái cẳng que toàn bộ thụ bộ nó đều đẹp hết. Cuốn cái men rượu mà em đặt ở công ty nó đang nó lột dữ lắm. Nếu như trong quá trình nuôi mà ao mình mà xài cái này thì em cũng chia sẻ thêm đó là cô chú anh chị mình nên né những cái ngày nước lột ra, mình đánh cái men rượu mình chị nắm hay nếu quýnh men rượu là phải nâng dâu kỳ hoặc là mình đánh định kỳ gì đó thì cô chú anh chị mình cứ lưu ý mới một độ dày thì cứ lưu ý né những cái ngày lột rượu mình ra, chẳng hạn như là ngày mùng 8 28 âm lịch mình đó là ngày lột rút nước rút của tôm đó thì nên né mấy ngày đó ra, cách mấy ngày đó né ra rồi mình đeo trong định kỳ mình đánh đó, mỗi lần sau khi mình sử dụng đó, thì mình đánh cho nó vừa phải thôi, rồi sau đó mình hỗ trợ vôi phán rồi khi nó lột để nó khó nó làm vỏ liền thì cho tôi mình nó đỡ bị mệt, nó mất sức cái tầm lột của mình. Rồi khi nào đánh nào đó vô si rồi mình quạt rồi mình cứ chạy để mạnh lên cho nó tốt, nói chung thì nó rất là tốt trong cái môi trường mình xài cái men này, mình xài trong áp dụng trong nuôi tôm á cực kỳ tốt luôn. Em đã đặt công ty, em đã dám test thử thành công và em đã đặt công ty làm cho em nguyên một cái lô để mà chuyên xài cho tôm chứ không phải là xài cái men ngoài thị trường nữa. Cái men ngoài thị trường nói chung thì nó cái hàm lượng nó là cái loại xài trên khô, tức là nó xài để nấu rượu hay là cái gì đó, nó cái đồng độ nó thấp hơn, thấp hơn, nó không bằng cái quy trình sau khi mình đánh vô cái hàm lượng xuống ao mình, cái lượng nước nó lớn như vậy mình sẽ tăng cái hàm lượng nó lên đó, sẽ đặt riêng cái lô đó để làm cho mà là chuyên dùng cho nuôi tôm. Rồi mời cô chú anh chị em ra xem cái ao này nhiêu ngày tiếng. Bữa nay là nó thả bữa mùng 4 nè, bữa nay biết nhiêu, bữa nay nó có tháng lẻ mai đẻ 1 2 ngày gì đó. Hai là tháng nào nay mùng 4 nè. Bữa nay mình thả bữa 14 phải không? Bữa nay mùng 4 nè, nay nó tháng thôi vậy nè, mùng 4 nè. Mùng 4 mùng 5 gì đó. Thì có ngày ngày cũng quan trọng, mình tính lên tháng đi. 30 ngày. Nay mùng 5 ơi. Mùng 5 là nó 31 ngày. Mùng 5 31 ngày, thằng kia nó 52 ngày. 53 ngày. Thằng kia nó sẽ nói trước, thằng này 22 ngày. Quá nước nó nhận đẹp thiệt là. Quá đẹp. Đó, cái điều này là em là điều chỉnh gan ruột đồ nào phải cho nó cân bằng hết. Tôm đồ nó ăn tốc độ luôn, coi như là men đường ruột rồi mình hỗ trợ cho nó kịp thời kịp lúc rồi. Chắc có cú luôn là
chí kiệt của mình. Cái quan trọng là cái môi trường, cái môi trường nước mình tốt nhất là mình si phong đáy rồi cho nó gắt rau. Thứ hai nữa là xài men vi sinh rồi mình đánh đó, rồi cái men ra đường luộc rồi mình có hiểm trợ nó. Dụng vô cái men em mới vừa nói đó là mình đánh định kỳ luôn để mình làm hạn chế những cái này cái khuẩn đồ trong ao mình dọn dẹp. Nói chung là cái thằng này thì đánh xuống nước là nó dọn dẹp mỗi lần, có thể là nó còn mạnh hơn cái men vi sinh của mình nữa, là nó dẹp đáy bọng đồ của mình gần đáy ao mình rồi là cực kỳ tốt luôn. Là cái nước của mình là nó không cận cáo luôn, mà sau khi em sử dụng là em thấy không cận cáo luôn, nó sạch cũng như là ao bạc. Nhiều khi thấy nó trong sạch vậy chứ tại thay nhiều, chứ thật sự ao bạc nhiều khi nó còn cợn cáo hơn ao đất này thể hiện nước của em giờ luôn rồi. Nó không có miếng cợn cáo luôn. Em chạy qua đêm luôn, ao đất mà em chạy quạt qua đêm luôn sao vẫn không có cợn. Chứng rõ từ cái chỗ đó rồi là tôm mình nó ăn rất là mạnh, tại vì nó cái nước nó quá sạch thì tôm mình nó ăn rất là mạnh trên đó. Cái sự cái dòng cái men này nó sẽ về cái dòng phần men ruộng này á thì nó sẽ hỗ trợ về cái hợp tiêu hóa nó rất là tốt, nên nó hấp thu vô thì nó ăn nó làm cho tôm mình nó tiêu hóa rất là lại giờ nó ăn rất là mạnh, rồi cái phân đồ nó rất là chắc, nên tôm mình sẽ tốc độ cái sự phát triển của nó là tốc độ luôn. Thân gan chuột là mình hỗ trợ, nhưng mà cái gan chuột là mình phải đưa hỗ trợ cho cái gắt như cô chú. Thường thường cái tôm nào mà nó phát triển tốt thì đương nhiên gan chuột nó sẽ bị dễ bị yếu nhất là cái thời điểm tôm phát triển. Thì nhưng cái thời điểm này thì mình gan chuột mình cứ đưa vô, mình cứ bổ sung vô đều đặn luôn cho nó thì ok. Ví dụ như nó sẽ đưa cái hiệu quả mình nó chắc cú luôn, nó không có bị xuống cấp cho mình. Thì cái tôm mà nó lúc nào cũng vậy, nhưng mà nó đang cái ngay giai đoạn phát triển mạnh thì cái giai đoạn đó là mình sơ hở là nó, nếu môi trường mình mà dơ nữa là bắt đầu là nó bị ảnh hưởng cái gan ruột gan của nó, cho nên mình cứ cần thiết thì mình cứ làm cho cái môi trường nó sạch càng tốt để nó hấp thu được cái dinh dưỡng ở đồng bộ oxy đồ ở trong ao mình nó đủ, thì đương nhiên con tôm mình nó sẽ phát triển không được, thì đương nhiên nó sẽ rút ngắn cái thời gian của mình lại, thì cái nó đưa tới cái lợi nhuận của mình nó ổn hơn. Tụi em á phải quay thời gian để trước để mà còn thức còn đồ đó để mình quay đi mình chia sẻ, để chứ để nó ăn hết rồi nó mình quay nó không có tôm. Màu nước cực kỳ đẹp luôn, là 50 mấy ngày theo như hồi xưa em xài cái kiểu mà như mấy vụ rồi đó em nuôi vẫn thành công, nhưng mà về cái giai đoạn 50 mấy giai đoạn 2 này á, hai giai đoạn tháng thứ 2 này thì nó quần cái nước của mình kinh khủng lắm, đối với ao nền đáy đất nó quần lên một cái độ đục rất là kinh khủng, và cái thứ hai nữa là độ nậu hai độ nó rất là cao luôn, phèn sắt nó rất là cao luôn, tại nó quần nước mình nó càng dơ á thì cái hệ lụy phẫn đồ nó càng cao, môi trường nó càng xấu thì đương nhiên cái lượng oxy nó sẽ càng thấp, thì con tôm nó càng quậy nhiều lên, càng đục nó càng quậy nhiều lên, nhưng mà cái hệ lụy thức ăn đang lại giảm xuống, nó không được ăn được nhiều, cho nên tôm mình nó rất là chậm lớn, tôm mình lúc nào cũng màu nó cũng đỏ sặc sỡ hết, coi như là nó không đủ hấp thụ đủ oxy. Nhưng mà trong cái vụ này em thả một độ dày hơn luôn, ăn cái lượng thức nó gấp 2 gấp 3 lần vụ rồi luôn, như là cho như rau này, nhưng mà bây giờ cái nước nó cực kỳ sạch luôn, nó không cợn cáo nè, rồi nói chung là nó không bị thiếu oxy luôn. Tôm nó hạn cái vụ đỏ nó hạn chế rất là cao, nó ăn rất là lẹ, ăn cái mức coi như là mình tưởng tượng là nó rất là tốt. Thì đương nhiên thì cái sau đôi ba ngày em xem lại thì nó thấy cái độ phát triển của nó tăng trội lên, rất lẹ luôn, giúp xây rất lẹ luôn, vỏ đầu bơm lên là lọt thường xuyên luôn, bơm vỏ lên thấy mê lắm đó, là như là sáng này bơm lên rồi là một đống vỏ luôn. Thì em nói chung là em khẳng định luôn, nếu mà cô chú anh chị nào áp dụng xài vào cái dòng men này thì cái thứ nhất là cái môi trường ao mình nó rất là sạch, có thể mình nuôi khéo mà nếu có si phong rồi nữa mình nuôi có thể là vụ này sang vụ khác cái nước nó mình vẫn xài ok luôn, không bị vấn đề gì hết. Rồi cái thứ hai nữa thì cái tôm mình nó rất là sạch, con tôm mình gỡ lên nó trắng nó sạch, cái phụ bộ rồi nó không có bị giống cái thứ gì mang rồi, nó không có chân rồi cẳng đầu dâu rồi là nó không có bị cục luôn, tức là nó
nó nói là mình kiểm chứng nó vậy là tức là trong cái đình áo mà mình thuận nó rất là tối ưu, ít nó không có nhiều, nó không có tấn công vào cái tụi mình. Rồi cái đạo U2 đồ dụng này em đo nó vẫn không nhiều, tức là đợi đến thời điểm này mà em đo chỉ có 1.2 chấm thôi, đương nhiên là nó quá tốt. Còn mấy vụ trước như thế này là em đo là cái trong cái bảng màu là không có đo được nữa, chỉ có tiến hành thay nước thôi. Rồi lúc thời điểm này giờ tới giờ em cứ chưa cần thay nước luôn, em chỉ si phong em lấy đủ cái lượng phân trong ngày thôi và em bù nước vô em trả lại, chứ em chưa đến đổ mà thay như cái vụ rồi. Vụ rồi có thể là em thay một ngày đó em cho ăn như giờ em tới giờ này em vẫn còn bơm ra em bỏ này. Rồi khi vô sau khi mở quạt hay mấy bơm chỉ vô em cấp lại là thay trực tiếp ban ngày luôn, để ban đêm không có thời gian lấy thay cho đủ cái nó. Còn vụ này là em không thay luôn, em chỉ cho ăn rồi em vô phong trong si phong khoảng 10 phút 15 phút là nó hết cái phân rồi là em ngưng. Rồi trong ngày em ăn 4 cử si phong 4 lần như vậy, rồi tối em cấp đầy đủ, em nghĩ là không cần thay nước luôn, nhưng mà nước nó vẫn sạch. Cái men này đã nở rất là dữ nha cô chú anh chị, khi mình chạy cái men diesel xong mình đưa cái men ruộng này vô á, nó sẽ nở lên cái men mình, nó rất là kẹo. Nên cô chú anh chị mình khi đâu đi sụt á, để đánh á, mình sụt cái bồm cái lớn tí, dù mình sụt cái bồm 200 như lúc đầu mình chạy khoảng 100 lít nước thôi, từ từ nó nở lên vài tiếng sau đấy nó nở đều kẹo, để mình chăm vô cho nó vài chục lít, vài chục lít mình chăm từ từ lên cho nó men nó nở, nó giãn ra, nó cực kỳ tốt, cho nó lên cái lượng men nó nhiều, mình khi sau khi mình đánh xuống ao nó rất là tốt, nó khống chế được cái nền nước của mình. Nước cơm này phải ghê không, hôm nay là cái này là nó muốn về, là nếu mà thời điểm mà chợ búa đồ ngon lành là nếu cái mốc này là muốn xe là muốn ăn rồi, cái đây này là cái cây mốc này em không bù lỗ cái này, nhưng mà thời điểm giờ giá cả rồi nó khó khăn lắm, cả cái này là bán không có được nhiều tiền mà. Mà phải dưỡng thêm này, hôm nay đúng là 52-53 ngày nè, tại vì cái này là em thả bữa 12 hay gì đó thẻ này nè, trước cao bên kia là 22 ngày. Tôm trắng là nè, có dơ màu rồi, nó có nhìn vỏ nó chắc, nó muốn nghe cái nào vậy nè, chơi sẵn sàng ha, ra là chắc thịt cái đấy. Ruột đồ là cứ ngắt luôn, cái ruột nó có màu cứ như là ruột rồi là nó thẳng rang, nó cứ ngắt luôn, nó đẻ cái phân ra là cục nào da cục đấy luôn, không có nó nát như mấy cái đợt trước, nó đợt trước làm như nó ăn không được nhiều. Tức là nó nhớt cái này đục á, nó quậy quá, nó quần cái phân vỡ cái nhá là nó nát dữ lắm. Theo em thấy cái nên mới xài máp dụng này, xài thì nói chung là về cái hàm lượng oxy rồi là nó tốt, chứ không phải là nó bị dứt oxy, nó dứt là lúc thời điểm mình đánh thôi, đánh xuống là thời điểm đó nó có thể là nó bị hơi thiếu oxy mình tí xíu, nhưng mà sau khi qua rồi là có thể nó rất là tốt luôn, tại nước mà nó trong sạch đó, thì đồng oxy nó cao lắm. Tôm mà em để ý nó không đội bằng tới mật độ này nó vẫn chưa lực, tại vì hồi trước mà em nuôi cả tập độ này á là như cái ao này nó giờ đi ban đêm rồi chỉ đi trên bờ dậm cẳng đó là nó nhảy trắng giả luôn, nhưng mà cái mật độ này giờ nó không có lực, tức là nó đủ độ oxy nên nó không phê lên trên đó. Còn những cô chú anh chị nào mình nuôi tôm mà thấy mà buổi chiều xuống thì nó đỏ đó, dầu thoát khoảng 7-8 giờ tối nó lực lên trên đó, khi mình đi đậm hay mình làm mình tắt đèn rồi nó nhảy nó gộ đó, chứng tỏ cái đó là không phải là cái gì đâu cô chú chị, cái đó là cho cái ao mà nó không đủ oxy, hay hoặc là dưới cái nền đáy ao mình nó bị cái khí NO2 khí độc cao quá, nó ban đêm nó không hấp thụ được, nó không xuống đáy được, buộc nó phải nằm trên tầng mặt, trừ khi nó trên tầng mặt thì nó rất là nhát, thì khi mình đậm mạnh hay mình làm một cái gì đó nó ảnh hưởng tới cái giao diện thôi là bắt đầu là nó bung, nó nhảy rồi nó nhảy vỗ chiên luôn. Em nuôi hồi đó bị cái gió rất là nhiều, nhưng em không biết đó là lý do gì, em cứ nghĩ là do mật độ nó dày quá, nhưng mà không phải. Rồi bây giờ đúng do giờ em nuôi mật độ nó dày hơn gấp mấy lần rồi đó luôn, nhưng mà tới thời điểm này nó vẫn không nhảy không gì hết, thì em biết cái đó là cái nước mình nó sạch, nó không bị thiếu oxy đâu, cho mình nó nằm sâu được dưới tầng đáy là nó cách quá sâu, nhìn nó không có động khi mình dậm chân hay là mình tắt đèn gì đó, nó không dội được. Còn đó nuôi cái mật độ này nó quá đục, về chiều bắt đầu là tôm nó đỏ hết, cẳng chân rồi nó đỏ hay lòm hết, xong bắt đầu là nó cứ tràn ở trên, trong khi mình đi mạnh chân cái thôi là nó thưng lên mặt nước hết, còn nó nhảy nó dội, nó tràn lên bờ luôn, đó là do thiếu oxy, hoặc là cái hai nữa là do cái đáy mình là khí hoài cao, khí độc cao quá nó không xuống dưới được, buộc nó phải nằm trên mặt nước. Nhớt lột mà
Bởi vì bên em cũng chia sẻ rất là nhiều về cái quy trình là tụi em quản lý cái môi trường rất là gắt, ăn rất là khéo. Rất nhiều anh em luôn còn không hiểu cái vụ mà nâng kiềm hay hoặc nâng pH, sẵn đem nói rõ là luôn. Cô chú anh chị mình cứ lưu ý kỹ nha. Toàn bộ kiềm muốn nâng là phải xài về ban đêm. Đó, bắt đầu từ 7 giờ tối tới 3 giờ sáng. À, là điểm đó, là điểm nâng kiềm khu quá chú mình cứ việc xài vào điểm đó. Ví dụ như kiềm thấp thì cái nâng hàm lượng dâu phán cao lên. À, rồi dù mà mình để bổ sung hàng ngày thì đánh vừa phải, mình dù mình đánh nó có mức chỉ tiêu nó vừa thôi. Còn riêng nâng pH thì phải nâng ban ngày. Đó, xài áp dụng mượn vừa nóng. Đó, tùy theo muốn nâng ít tăng nhiều gì đó thì mình coi nồng độ pH của mình tìm tiến hành cho mình xài. Cái khi hỏi em hoài có đó mà nhiều anh em cứ hỏi hoài nâng kiềm sao hoài, nói chung là em viết em trả lời không nổi, tức là không ai không nổi, nhưng mà có cái nó cứ tương tự nữa hoài. Tại sao anh em nấu mình em chia sẻ rất là kỹ luôn, tại sao anh em vẫn không hiểu? Có rất nhiều anh em vẫn hiểu, hỏi hoài luôn, điện sao em nấu xong rồi chút xíu điện lại nữa, rồi chút xíu điện lại nữa, cứ quằn em hoài cái vụ đó. Nhưng mà nó rất là đơn giản luôn, tại cái kiềm là cái nước giao diện là mình không có đánh ban ngày được, tức là nó sẽ đánh nắng, tất nhiên mình đánh ban ngày nó sẽ phát sinh tảo. Thứ nhất, thứ hai, pH mình nó sẽ đẩy cái pH mình lên, cho nên mình buộc phải đánh đêm để mình hạn chế tới cái tảo nó phát triển. Cái thứ hai nữa là nó cho nó nồng độ pH nó không dao động. Đó là thì mình mà là làm đăng kiểm, đăng kiểm vào thời điểm đó là mạnh nhất thì công đó mình cứ đánh, còn nó lên hay không thì mình phải cho mình phải có cái sự quyết tâm, tức là mình đánh bữa nay không lên thì ngày mai mình đánh tiếp, đến ngày nào nó lên thì thôi. Tức là nó mình đánh chưa lên, tức là trong cái nồng độ mình tôm nó còn lấy đi cái phần độ kiềm nó có quá nhiều lại, nó còn thiếu. Sau khi nó lấy đủ cho cái bộ vỏ nó hoàn chỉnh thì đương nhiên rồi nó sẽ trừ ra cái thể điểm của nước, thì đương nhiên thì nó hai thằng nó đủ với nhau rồi thì quýnh nó sẽ lên. Còn mình quýnh không lên thì cái gì vậy đánh, chứ đừng hỏi tại sao em quýnh hai bài ba ngày không lên, cái chuyện nó không có nó đáng kể, mình phải đánh tiếp tục. Nghe của em là em xài, em áp dụng xài voi bán hàng ngày đó nha em. Rồi mà ví dụ kiều bữa nay em đôi 9 giọt đi, em muốn lên 10 giọt thì một giọt chỉ cần em ngâm voi quánh một đêm thôi, ngày mai đo là lên bình thường, tại nước mà nó đủ chất dinh dưỡng, nó đủ hết rồi, mình chỉ muốn nâng lên à. Khi nó lọt có tuột chú, ví dụ bữa nay em đôi 9 giọt, ngày mai em đo lại còn 6 giọt là em chỉ ngâm em quánh một cái một thôi, là qua ngày sau lên 8-9 giọt liền. Đó là cái nước mà nó đủ chất. Còn cái nước của mình á, mình trong quá trình nuôi vận hành mình không có xài nhiều, cứ mình đánh định kỳ nó không có đủ cái hàm lượng cái chất, nó không có đủ cái nước của mình. Thì đương nhiên mình khi nước mà nó thiếu là thiếu một cách chậm luôn. Khi mình đánh xuống mấy ngày đầu là không đủ tôm nó đụm nữa. Đó, đâu là đâu có ra đến nổi cái nước. Thì đương nhiên nó sẽ không bao giờ nó lên được. Khi mình đánh mà tôm nó lụm hết về cái vỏ nó mà cắt cứng chắc bóng đẹp rồi thì đương nhiên nó sẽ lừa ra cái nước, thì cái nước mình nó sẽ lên, nước thời điểm đó là nó lên lắm rồi. Còn pH cũng vậy, pH nó cộng với nóng mặt trời, mình đánh cái vỏ nóng như vậy đó nó mới gây cái tảo lên, nó bắt đầu là nó pH mình nó mới lên được. Còn về đêm thì mình đánh không bao giờ pH nó lên nổi đâu. Ruột gan nè, nói chung thì mình nuôi thì mình phải thuốc mang rồi mình ngừa ăn thì là cũng như em chia sẻ rất nhiều cho những lớp trước như vậy. Như thời điểm nào ruột gan nó tốt rồi thì mình có thể là mình ăn mình giãn cách ra một chút xíu để nó tốn nó giảm cái phí mình lại. Còn lúc khi nào mà ruột nó xấu hay là gan nó yếu gì đó thì mình tiếp tục bắt đầu là mình nâng lên, chẳng hạn mình ăn liều mạnh lên hay là mình ăn đúp liên tục, ví dụ vậy. Khi nào nó lên đẹp xong mình giảm lại, chứ không phải thì mình trong nuôi thì em cũng nói hoài, mình nuôi thì mình phải chuyển hóa. Cái thứ nhất thì mình phải hỗ trợ nó, mình làm môi trường nước rồi cho nó sạch, mang vi sinh rồi để cho nó dọn dẹp cái nền đáy mình, phân quả hữu cơ rồi đó. Thì con tôm mình hấp thu được cái màu khi mình đưa thuốc đưa đồ vô thì nó ăn mạnh lên nó mới hấp thu vô được, nó mới nuôi dưỡng được cái ruột gan của nó. Còn cái môi trường mình ăn á, nó đã dơ, nó đánh bại cái môi trường mình rồi. Khi mình đưa thuốc nó ăn không nổi nó thì lấy gì nó hấp thu mà để nó làm ruột làm gan nó được. Cái đó mình lưu ý kỹ cái đó. Xài cái gì thì phải cộng hưởng với nhau, đi đâu đi chung hết, chứ không phải là cái này hay là đưa xuống đi một cái đơn lẻ thì nó không bao giờ nó có hiệu quả. Bây giờ mình xử lý mà mình ăn dư thức thôi, theo hoặc môi trường nước của mình không sạch thôi, thì bây giờ có thuốc tiên luôn, ông trời cũng đưa xuống luôn, mình ăn là cứu không nổi nữa, đừng nói tới mà thuốc thủy sản. Nhưng mà cái thuốc có thể nó chỉ một phần hỗ trợ cho mình thôi, trong quá trình nuôi thì phải cho cái môi trường đó, chứ không phải mà mình chú tâm vào thuốc nhiều. Đừng chú tâm vào thuốc nhiều, nuôi quan trọng là nuôi môi trường, nuôi thì phải có thuốc, nhưng mà không, đừng chú tâm nhiều về nó quá. Mình chỉ nói coi nó là một công cụ hỗ trợ mình thôi, chứ không phải nó là công cụ trị cho mình đó. Quan trọng là cái môi trường nước đó, là cái môi trường sống của nó, cái đó là quan tâm nhất, giống như mình vậy đó.
giống như con người mình mà sống môi trường sạch á thì đương nhiên lúc nào mình sống cũng tốt hết, chứ đừng có nghĩ là để chừng nào tôi bệnh tôi mua thuốc uống, có khi bệnh mua thuốc uống chết luôn đó, cứ sống môi trường sạch là được. Và lúc nào cũng đi đâu luôn đứng đầu đó là phải ngừa, đề phòng và ngừa trước, đừng để bao giờ trị. Khi mình trị là nó quá trễ rồi, trị là 50-50 rồi. Mình ngừa là mình ăn chắc hơn. Nước mà nó đủ chất dinh dưỡng, nó đủ rồi, ô tô mình nó rất là bóng rồi. Này này nó có hình chim trùng rồi. Cái nước mình con này nó bị chim trùng rồi. Cái nước mình là nó rất là bóng luôn, cơ mình nó rất đẹp, bóng đẹp luôn, chân cẳng nè, con nào là nó trắng phơ nãy tới sao tại lý do mà con mình nó lúc nào vỏ nó cũng bóng đẹp trắng á, cái vỏ mà nó bóng đẹp nó trắng á là do cái tôm này nó lọt thường xuyên, tức là nó chu kỳ nó đang phát triển bình thường, nó không có bị trụng tôm. Còn cái tôm mà nó chân nó vàng hay là vỏ nó cũ á, thì đương nhiên cái tôm mẻ tôm nó lọt rất khó, nó chậm phát triển, cho nên cái vỏ nó không được đẹp. Với thứ hai nó bị gãy, chân gãy ngoe rồi đó, nó bị chày xước coi như là cục bộ nó không được trọn vẹn đấy, cái tôm đó nó không có, nói chung là nó mấy tôm nó không có lọt đều đó, do môi trường mà nó quá xấu đi. Còn cái môi trường mình tốt á, trong khi tôm nó cứ lọt đúng định kỳ chu kỳ, nó có vỏ nó vừa cũ thì nó đã thay vỏ mới rồi, nên nuôi tôm mình nó rất là trắng đẹp. Sinh ra cái môi trường mà nó sạch nữa thì nó sẽ không bị bám những cái hàm lượng khuẩn xấu này cái nọ, thì nó sẽ không tấn công vào tôm của mình, nó có tôm mình là cái đề kháng nó sẽ rất là tốt, nó sẽ chống chọi được cái môi trường mình nuôi nó như vậy. Giàu cái môi trường như vậy thêm cộng hưởng mình ngừa thuốc gan ruột đó, có mình đánh những cái men vi sinh rồi để mình hỗ trợ về từ mặt ngoài với mặt trong, từ nước đến nền đáy nè, rồi thêm cộng hưởng oxy rồi mình làm đầy đủ nó, thì gương tôm mình nuôi cái tỷ lệ thành công nó rất là cao. Em nói ví dụ đơn giản là mình cứ làm đủ chỉ tiêu đi thì mình tỷ lệ mình thành công để 80-90%, còn mày làm không đủ chỉ tiêu thì cái thành công của mình chỉ có 50-50 thôi. Thì mình cứ đánh giá như vậy, thì mình cứ đầu tư mình làm, trong quá trình nuôi chấp nhận nuôi phải làm cho đủ điều kiện. Thứ nhất là oxy, cái thứ hai là chẳng hạn xi-phông đáy đó, nó làm cái đầy đủ cái kéo đó, sau khi vận hành mình trong vô cái thời gian mình vận hành mình làm thì nó sẽ đưa tới cái thuận lợi cho mình rất là nhiều. Nó vô đề nếp rất là khỏe, còn mình cứ làm mà nó không có đủ nó cứ bập chậm tới giờ khi có sự cố đó, cô chú chị muốn thay nước hỏi có xi phông không, cũng không có luôn, rồi thay cũng không thay được luôn, thì đương nhiên cái đó nó sẽ giết chết mình là tại chỗ đó luôn. Mình làm mình thiết kế nó đủ như vậy nó cũng đâu có tốn kém nhiều đâu cô chú chị mình nha, tại vì số xi phông đó mình làm thủ công vẫn được nè, nó chỉ tốn tiền một hai đâu 3 triệu là mình mua những cái bơm hay ống gì thôi. Còn quạt thì ví dụ mình tăng lên dàn quạt thì nó tốn 5-10 triệu, ví dụ vậy, mình nói ví dụ thôi, rồi tiền điện đóng hàng tháng thôi, nhưng mà cái dàn quạt nó mình xài hoài đưa mình thành công từ vụ này tôi tới vụ khác, nó đưa tới cái doanh thu của mình suốt chứ không phải mình đầu tư cho mình bỏ đâu. Đây là nó nhả tốc độ luôn rồi, đây là nó thôi. Rồi tí xíu nữa em sẽ tăng lên. Bây giờ 8 giờ mấy nè, 8 giờ rưỡi hai mấy phút rồi nè. Thì tôm ăn bây giờ cũng là tiếng mấy rồi đó, tại nãy giờ dở tới dở luôn rồi, ăn không hết. Thì thôi em Tiến Anh Minh xin chào cô chú anh chị mình, hẹn lại vài ngày tới em sẽ quay lại cho cô chú chị mình xem. Mong cô chú anh chị mình thương và ủng hộ anh em mình, đăng ký và ủng hộ cho anh em mình một like và cứ bình luận về chia sẻ về. Hay hoặc là cái gì đó cô chú chị mình không hiểu thì cứ bình luận về để anh em mình biết, để cho cái đó anh em mình những clip sau mình sẽ chia sẻ lên cho cô chú anh chị mình để cho chị hiểu hơn và nắm bắt cho nó rõ hơn. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị mình, chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Rồi mà nổ máy lên. Thì trong quá trình nuôi thì cô chú anh chị em mình cứ theo dõi tụi em, rồi ví dụ cái gì đó mà trong quá trình nuôi không hiểu thì cứ điện thoại của em có cho số Zalo á để cô chú anh chị em mình kết bạn. Thì tụi em cũng ra cùng đồng hành với cô chú anh chị em mình.
suốt quá trình cái vụ nuôi luôn. Nó quạt nè, hiện giờ nè, như đó nước nó sạch, rất là sạch luôn nè. Bên em nuôi về môi trường, quản lý môi trường rất là khéo mà. Rồi thì thôi, hai anh em mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị em rất là nhiều. Rồi thôi, xin chào tạm biệt, hẹn cô chú anh chị em mình những cái video tiếp theo ạ.